Các ý kiến tại hội nghị đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cần được chú trọng hơn nữa trong tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo chỉ huy đơn vị. Đội ngũ cán bộ các cấp cũng là người định hướng, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, không ngại hy sinh gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng yêu cầu binh chủng đặc công tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Trong năm 2023, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, đặc biệt trong các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, tham gia bảo vệ an toàn các ngày lễ Tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quân đội.